Lulu hả? Lulu cho nó an toàn. Lulu để bóp cho Amin. Ok, quyết định là chơi Lulu để bóp cho Amin. Cấp độ 1 cũng khỏe. Nếu cấp độ 1 thì tương đối là khỏe dành cho cặp đôi Lulu với lại Siri. Cấp độ 2, cấp độ 3 thì mới thua so với lại Kalista. Bây giờ đội hình của DK chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là cánh trên phải lấy lợi thế và làm sao tạo được lợi thế nhiều nhất. Giai đoạn 2 là Jerry của Amin, khi mà tới được giai đoạn sau là bắt đầu gây sát thương và dứt điểm bắt đấu. Đó là đội hình chia hai giai đoạn của bên phía DK. Còn T1 thì đơn giản, cái đội hình của họ có rất là nhiều sát thương. Họ tới được giai đoạn giữa mà đội hình của họ có lợi thế thì họ cũng có thể dễ dàng lăn cuộc tuyết. Nó sẽ có những cái thời điểm mà bên phía của T1 sẽ mạnh hơn, ví dụ như là ba cấp độ đầu tiên thì có thể thấy như là cặp bít cưng của họ để coi cách vận hành của phía T1 ở trong cái ván thi đấu này ở đỉnh cấp độ 1 sẽ như thế nào. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu thứ hai giữa T1 và DK. Đây là trận đấu lượt về trong khuôn khổ của LCK mùa hè 2024. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Boxsport và chúng tôi rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn cho các kênh phát sóng chính thức của giải đấu. Ôi, như vậy là một con mắt được cấm ra dành cho Kira, và ngay lập tức bên phía của DK bằng cách nào đó họ có thông tin những cú binh vào con mắt được cấm ra vừa rồi. Khá là thú vị dành cho những tình huống kiểm soát ở thời điểm đầu của phía DK. DK đánh ván 1, họ đánh phòng ngự cũng tương đối là tốt. Những con mắt được triển khai một cách hiệu quả, nó chống được cái thời điểm mạnh đến từ Poppy. Và ở thời điểm hiện tại thì họ cũng đang có dấu hiệu là đổi đường, đưa cặp đôi đường dưới của mình lên cánh trên, tránh cái trường hợp ba lane bị đẩy ở cấp độ đầu. Thật ra về mặt chất tướng thì cái cơ sở để DK thua ba đường nó cũng có nếu không đổi đường lên. Cho nên họ thử, gọi là thử có giải quyết được vấn đề hay không. Coi như không giải quyết được vấn đề gì cả. Rồi, đội hình có Kalista kiểm soát mục tiêu ở cánh dưới tốt, rồng phút thứ 5 thì nằm trong thuộc quyền kiểm soát đến từ bên phía corner luôn, và thậm chí có rất nhiều thời gian để cho Nơ có thể kịp di chuyển lên sâu được một ở cánh trên. Pha này thì không thể băng trụ nha, tại vì cái lượng trang bị của DK ở hai vị trí kinh gần với lại Uzit đang rất là ít, lượng máu của Zed cũng còn khá là nhiều. Họ chỉ cố gắng, tôi coi là họ có dám băng trụ không. Tôi cảm giác là không thể nào băng trụ thành công á. Khó lắm, ở thời điểm hiện đại cũng tương đối là khó, khi mà Zed cũng đã chuẩn bị hồi lại cho mình đất tốc biến rồi. Và những cái tình huống mà quay tay làm choáng được có thể giảm đi lượng sát thương cũng sẽ là có luôn. Chưa kể là Lucid cũng không có mạnh cho lắm. Và thêm vào nữa là cái điều kiện mà kiểm soát được rừng Honor nó cũng không có luôn. Lucid bắt buộc phải rút lui và bãi chim thứ hai. Honor quyết định là không cướp, bởi vì anh ta hướng tới một mục tiêu thơm hơn là sâu đợt 1. Lỗ, banh sát. Đội hình cần phải có áp lực giai đoạn giữa của DK đang không thể làm được điều đó. Có định mệnh, pha định mệnh đầu tiên của Shoemaker, anh ta đáp xuống, anh ta bị bắt tay đẩy ngược ra. Bài xanh, lấy sát thương cho nhiều à, vẫn có được chiến công đầu. Emin là người được hưởng lợi. Đáp trả một nhịp dành cho bên phía của Shoemaker khi mà anh ta vừa rồi mới lên được cho mình đó cấp độ 6. Và tấn công giải tỏa được phần nào đó áp lực ở khu vực dưới. Một điểm sáng dành cho bên phía của DK. Nhưng ở thời điểm hiện tại, T1 đang là những người kiểm soát được thế trận của ván thi đấu này. Pha vừa rồi cũng rất là tốt cho DK đó chứ, tại vì cái định mệnh đầu tiên của TF nó rất là quan trọng. Ngay thời điểm có được định mệnh thì Showmaker đã phát huy tôi nghĩ là tối đa rồi đó. Hơi khó để có thể được lên tiếng đến từ bên phía của Lucid khi mà cả ba đường của anh ta hiện tại đang thua. Hai đường đang thua thôi. Đường trên thì đang có một chút xíu lợi thế dành cho bên phía của Kingen, nhưng mà kiểu như là bây giờ Zed cũng đang hơi thất nghiệp á. Zed đánh cùng với lại đồng đội của mình cho nó chắc. Có dịch chuyển luôn sau lưng. Chơi được hay không? Góc này rất nhiều người của DK chuẩn bị tràn tới. Họ bắt đầu tiến lên, tả xu đột được kích hoạt. Gumayoshi bị giữ chân lại, có cả bài vàng. Họ dồn tất cả mọi thứ vào. Gumayoshi được kích cú cánh, kích được cú cánh nhưng vẫn phải nằm xuống. Sau đó thì Keria tạm thời chạy ra. Còn người tốc biến không qua tường, nhưng Honor vẫn có thể dùng chiêu cuối qua tường. Honor tạm thời thoát đi. Tốc biến lên nhà mình đã không thể nào W trúng vào đối phương. Một đổi một. Bên phía của DK bây giờ đang muốn tạo ra cái sự hỗn loạn ở trong cái bối cảnh này, khi mà những khu vực đường của họ thua quá nhiều. Họ lấy lợi thế về mặt nhân sự để có thể tạo ra được những tình huống giao tranh. Faker pha thi đấu đó thì chưa hồi lại cho mình, đó là phép bổ trợ dịch chuyển. Có được một vài những tình huống cố gắng gỡ gạt dành cho bên phía của DK. Những điểm hạ gục ở khu vực đường trên và cơ hội để có thể tạo ra những cái biến số nhằm giúp cho kiểm soát những cái mục tiêu như là sâu đợt 2 của họ. Tôi nghĩ là DK đang có một cái thế trận, tôi không biết đánh giá là họ có phải được xem là thành công hay chưa, tại vì họ vẫn thua khá là nhiều về tiền và kiểm soát bản đồ cũng đang kém hơn đối phương một tí, nhưng mà họ lại đẩy được hai mạng cho Emin. Một vài những cái điểm sáng ở giai đoạn về sau nó mở ra những cái nỗ lực, chứ mà không thì nếu như mà không đánh những pha đó thì những cái mục tiêu đơn lẻ nó cứ thuộc về trong phía của T1. Thì tiền tuyến của T1 cứ chờ đợi những cái pha cứu cánh của Kera, anh ta mà sử dụng cứu cánh tốt thì chẳng có vấn đề cho T1 cả.
bị một cái là bên phía của DK bị thua ở trong cái khả năng đẩy đường, nên chắc chắn là họ sẽ rất khó để có thể có được những con mắt ở phía sau. Thì cũng xong, sẽ không có nhiều lắm những cái góc để cho Vi của Lucid hoặc là Kingen có thể mở. Bọc. Ui, vừa mới nói. Bắt đầu mở, có điện đặt đỉnh điểm, bắn liên tục, có hợp chất điên loạn. Và cú cánh được kích hoạt và Gumayusi đã thành công trong việc cứu Gumayusi. Kế hoạch của DK phá sản hoàn toàn, họ mất luôn cả Emin và Lucid. Đây là một pha giao tranh có thể triển khai nếu mà đánh từ từ, đúng nhịp Baron là tuyệt vời cho bên phía của DK. Nhưng vừa rồi thì đã có một mạng hạ gục cho DK khi cá sấu quậy tốt. Tuy nhiên Kingen cũng đã gục ngã, Showmaker cũng là nạn nhân tiếp theo. Double kill cho Zed. Không có Honor thì hơi khó ăn Baron một tí. Họ đang truy đuổi về hướng của Kaelin. Không còn đường về cho hỗ trợ của DK nữa đâu. Vẫn đang chờ tiếp mà thôi, đơn giản là tiêu diệt được Kaelin, sau đó sẽ tiếp tục farm thêm cho mình đó là những cái đợt lính và chờ đợi cho con rồng nguyên tố thứ tư được xuất hiện. Kaelin vẫn đang chạy, liệu rằng có chạy được thành công hay không đây, khi mà cánh phải cũng hơi xa dành cho Zed. Chịu trụ bắn hai hit, Faker đang bọc, Faker vẫn đang bọc qua phía bên kia, mắt thấu kính và xác định ra được cái bụi mà Kaelin đang núp rồi. Phá luôn cái không nổ cho chắc cú và điểm hạ gục cuối cùng cũng có cho Faker. Một cái trận đấu như thế này nó phải có ván ba nên là chắc là phải văn ba những tình huống cắm mắt rồi sau đó dịch chuyển rất có ý đồ, nhưng phía bên kia có những công cụ để có thể phòng chống, hợp chất điên loạn cứu cánh. Bộ đôi Gumasi và Kera thay phiên bế nhau để có thể thoát khỏi cái lượng sát thương đến từ đội hình của phía đối phương, rút về thành công với cứu cánh và định mệnh vẫy gọi. Ván này là hết rồi. Pha sau pha vừa rồi thì tôi thấy là cũng không còn nhiều cơ hội cho bên phía của DK nữa, khi mà họ lại tiếp tục bị đối phương dẫn trước thêm một nhịp nữa cực kỳ nhiều về mặt tài nguyên. Thì cái khả năng mà dùng sát thương dứt điểm một mục tiêu của họ bây giờ không còn nữa. Mà như đã nói, cú cánh chỉ cần kích đúng cái người đang bị tấn công là xong. Ai mà bị tả xung hũ đột thì Kera cứ đợi kích cú cánh là xong. Như vậy là cái ý đồ chiến thuật đổi đường ở cấp độ 1 DK nó bị phá sản ha. Họ đổi đường, họ thua cả 5 cánh, 5 đường vị trí khác nhau. Và gần như là cái cặp mid rừng của họ không có được phát huy cái sức mạnh. Chúng ta cũng phải khen bên phía của Tiêu Anh là họ đánh rất là chặt chẽ, không có những pha sai lầm để cho đối phương khai thác. Và khi đó thì không bắt lẽ được cái bộ đôi Vi với lại TF nó phế hoàn toàn. Đợi Amin gánh thì lại gặp ngay con Delta Class. Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng. Tại vì thua pha giao tranh này thì chắc chắn cũng là rồng cho T1 luôn. DK, Onin, nhưng mà Amin không tốc biến, Showmaker không tốc biến, Lucid không tốc biến, Kingen không tốc biến. Con Lulu cầm tốc biến chẳng có bất kỳ một giá trị nào cả. Họ nhưng vẫn phải thử, cạnh tranh trừng phạt thử để coi làm được gì hay không. Showmaker đang chọn bài, đang có một pha đứng cánh trên của Zed. Định mệnh được sử dụng để lấy thông tin. Khi đó thì Showmaker làm được gì? Rồng cho Kingen. Anh ta cướp được rồng. DK dắt nhau chạy. Ở một cách nào đó thì Kingen vẫn giúp cho phía của DK có được cho mình đôi con rồng nguyên tố cực kỳ quan trọng. Bởi vì như đã nói, linh hồn rồng mà thuộc về cho phía của Tiên Quan thì ván thi đấu này sẽ 100% là chấm dứt. Ở thời điểm hiện tại thì chắc là chưa tới con số đó. Ngược trở lại thì bên phía của Tiên Quan đang có một cái hướng khác, đó chính là tấn công Baron. Thì bây giờ họ thử thêm một lần nữa. Lúc này thì đội hình của DK, cái nhịp lui về của họ khiến họ di chuyển ra Baron hơi chậm. Người gần nhất lúc này là ai? Đó là Lucid. Không cấp đường. Anh ta còn một cú quy để đấm xuống, hấp chất điên loạn giữ chân Lucid lại, không xuống kịp. Kira thì đấu xuất sắc. Hơi khó, bị khắc chế về mặt đội hình. Nó khiến cho bên phía của DK bây giờ phải kiểu như là bật sang cái chế độ mà ép đánh giao tranh liên tiếp á. Ở những cái tình huống đột biến, ví dụ pha thi đấu này họ phải đi cùng với nhau. Nhưng không có đột biến nữa rồi, khi mà bên phía Tuyên Quanh đã có được thông tin. Có dịch chuyển, Faker đang lên. Honor đang bị làm choáng lại nhưng đồng đội của ta đang di chuyển tới. Dùng tất cả mọi thứ vào Honor, cứu cánh không cứu kịp tại vì không vào đủ tầm. Faker đã lao lên, lấy tốc biến Kaelin, lấy luôn cả khổng lồ hóa. Sau đó Kira lao tới lấy thanh tẩy của Emin. Định mệnh được kích hoạt. Đội hình T1 đang đánh chung với nhau lại. DK chưa thể nào tiến vào. Lucid ăn quá nhiều sát thương từ Faker. Faker thảm lửa và Kaelin lên tấn công. Định mệnh cho Faker sẽ tạm thời chạy được. Emin mất máu nhiều quá, anh ta bị gõ gục ngã bởi Zed. Rồi, rắn mất đầu. DK đang phải dắt díu nhau chạy. Lần này tiếp tục là Kaelin kẹt lại. Tôi nghĩ là anh ta không thể nào thoát đi được. Còn Kingen đã bị làm choáng, không thể dịch chuyển. Zed lại ăn mạng. Kira có pha tiếp cận và ngắt đi cú dịch chuyển đó đến từ bên phía của Kingen. Kaelin thì đang cố gắng chạy. Có lẽ như anh ta sẽ chạy được không đây? Không. Zed quẹo trái. Zed thấy rồi, gõ. Đó là 4 mạng cho Zed đúng không? Rất nhiều những cái điểm hạ gục dành cho Zed ở trong tình huống nhấp nhả vừa rồi. Ok, câu thêm khoảng thời gian nữa của Kaelin và sau đó dứt điểm của Baron vẫn sẽ tiếp tục được phát huy. Còn khu vực đường dưới Kera không sợ bởi vì có dịch chuyển của Zed. Và vẫn còn đồng đội đứng kế bên. Coi như là năm. À không, Guma xin buộc mạng. Tưởng đâu Zed ăn 5 mạng liên tục chứ. Rồi, coi như ván thi đấu này cũng đã kết thúc rồi khi mà bên phía của DK đã rất nỗ lực. Những nỗ lực của họ dù sao cũng đã cố gắng để khiến cho ván thi đấu nó kéo dài hơn chứ không phải là buông thả một cách hoàn toàn.
Anh Linh có nghe mấy cái kịch bản. Em Miên đang cố gắng bắn từ từ hết pha này đã. Bay vàng. Kumayushi bị hất tung lên. Có cú cánh. Kumayushi vẫn đang nhảy múa, kích được cú cánh nhưng vẫn phải nằm xuống. Tuy nhiên, Em Miên nằm xuống thì DK hết sát thương. Còn T1 thì vẫn còn có rất nhiều carry, ví dụ như là một con Jack 5 mạng của Z đang gõ liên tục. Sau đó cả Honor cũng có mặt, cả Faker cũng có mặt. Ván đấu sẽ có kết quả chỉ sau 27 phút. Faker thì đơn giản là bào công trình ở cung điện trên mà thôi. Ván thi đấu này như lời với chia sẻ đã thuộc về dòng phía của T1. Và kèo thi đấu B3 này chúng ta phải cần tới ván thi đấu thứ 3 để phân định được thắng thua. Thường thì mấy cái kèo mà ván 1 kịch tính, ván 2 hủy gì thì ván 3 là gì anh Linh? Ván 3 chắc là cũng xem xem ván 2. Nhưng mà thật ra thì bên phía của DK thường hay mắc phải cái trường hợp đó lắm nha. DK mùa này và Hang Hoa Lai mùa trước thường là như vậy. Thắng ván 1 sau ván 2 bị lỏng lỏng. Thứ cấp ván này thì tôi nghĩ là tôi sẽ nói theo hướng là T1 đã đánh rất là tốt. Họ đã vô hiệu hóa được cái đoạn nguy hiểm nhất của đội hình DK á. Cái đoạn mid game của V và TF thì T1 đã không phạm sai lầm. Thật ra thì những cái tình huống xử lý ở chống băng trụ cũng được vận hành tốt của phía T1 nữa. Chống đổi đường tương đối là tốt của phía T1. Pha này thì chúng ta được coi lại thao tác tay vừa view đến từ con rắc của Z, rõ rất nhiều điểm hạ gục dành cho ta. Hơi khó. Bên kia kinh doanh muốn về cũng không chạy được. Ui, hạt không nổ vô tình nhắc luôn. Đẹp thế nhờ. Rồi, đợi ván 3 thôi các bạn. Chúng ta sẽ có một cái trận đầu tiên cực kỳ căng thẳng. Ván 3 đánh 40 phút nữa là đẹp. Ủa 40 phút hả? Tưởng là cũng phải trôi trôi giống như ván 2 chứ. Không, tôi nghĩ là ván 3 nó căng. Cảm giác của tôi là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày thi đấu 6 ván căng như dây đàn luôn. Thoải mái rồi, T1 bây giờ thì chỉ có đơn giản là đi bộ vào dứt điểm ván đấu thôi. Khoảng cách đã là quá lớn, hơn 10.000 tiền, tinh hồn đồng nước. Và đội hình của họ thì vị trí nào cũng có sát thương cả. Không cần phải sợ ai nằm xuống trước sau gì cả. Rớt để Em Minh ra phía bên ngoài. Còn con cá sấu có khổng lồ hóa hấp tới 4 người. Nhưng hợp chất điên loạn cũng đẹp không kém. Honor là người dứt điểm được King Gen. Đội hình của DK đang cố gắng dắt nhau lui về. Nhưng mà nhà còn đâu nữa mà lui đi đâu. Họ sẽ phải đứng ngay cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng để tử thủ trước đội hình tiến vào của T1. Đang đợi cửa Mega. À không, ba cửa đều là lính siêu cấp rồi. Bắt tay vừa rồi không trúng. Em Minh là mối đe dọa duy nhất. Ta bị dính quá nhiều sát thương từ Faker, rớt lại lùa. Em Minh lướt về phía sau. Nhà chính trơ trọi. DK thất bại ở ván 2. Rồi, với một cái linh hồn đồng đức thì bên phía của T1 vẫn đang có đủ lượng máu đủ đầy để có thể không mất ai cả trong tình huống giao tranh vừa rồi, rất dài hơi. Và chúng ta cũng đã thấy chiến thắng ván thi đấu thứ hai này đã thuộc về đội của T1. Và như đã nói, kèo thi đấu giữa hai đội tuyển đang đứng thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng không hề đơn giản như vậy. Chúng ta phải cần tới ván thi đấu thứ 3. Đó là thời điểm mà chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với các bạn.